Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày trong phần nhật ký 141. Mời quý vị cùng theo dõi. Đội quản lý thị trường số 17 vừa phối hợp với đội 3 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội kiểm tra phát hiện và thu giữ số lượng lớn bánh kẹo thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cụ thể, qua kiểm tra số nhà 11 ngách 9 ngõ 178 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 2 tấn bánh kẹo thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu chủ hàng khai nhận mua toàn bộ số hàng trôi nổi này trên thị trường về bán buôn, bán lẻ cho người tiêu dùng để kiếm lời và đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ toàn bộ số hàng, đồng thời tiếp tục xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Hôm qua ngày 2/1/2019, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, hiện tạm trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng khai nhận để đối phó lực lượng chức năng, đối tượng không trực tiếp đứng ra giao dịch mua bán, mà lợi dụng dịch vụ thuê vận chuyển đồ thông qua mạng xã hội, rồi cho cần sa vào các vỏ hộp, khiến ngay cả người chuyển hàng cũng không biết bên trong có gì. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ tổng trọng lượng cần sa gồm 2,5 kg cần sa tươi và gần 156 g cần sa khô. Chuyển sang một thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Mến, 61 tuổi, trú tại phường Tứ Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an phường Tứ Liên đang tuần tra kiểm soát tại khu vực đường An Dương, phường Tứ Liên, phát hiện Nguyễn Thị Mến cất giấu 2 gói heroin trong người. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy này là của con trai tên Nguyễn Hữu Phong, 36 tuổi, là người nghiện ma túy mua về để sử dụng. Nhưng do nhà thiếu tiền nên Nguyễn Thị Mến đã mang đi bán lấy tiền chi tiêu. Công an quận Tây Hồ hiện đã khởi tố Nguyễn Hữu Phong về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Thời gian vừa qua, nhiều vụ cướp tiệm vàng manh động liều lĩnh vẫn xảy ra tại một số địa phương. Theo nhận định của cơ quan chức năng, từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng bạc. Thực tế này đang đòi hỏi tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa tội phạm với cơ quan chức năng và cả ở phía người dân. Đây là hai đối tượng Bùi Trường Nguyên và Phùng Minh Đạt bị công an huyện Hoài Đức bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Do thiếu tiền tiêu xài, hai đối tượng rủ nhau lên kế hoạch cướp tại các cửa hiệu kinh doanh vàng bạc. Như là thống nhất với nhau thì tôi vào giả vờ hỏi mua, thì Đạt sẽ đợi ở ngoài đặt một xe máy chờ sẵn, khi nào tôi mà giả vờ mua và kể lúc chụp và không để ý thì tôi sẽ giật đồ và chạy lại ra ngoài, Đạt sẽ nổ xe máy bỏ chạy. Trong nhiều vụ việc khác, đối tượng thường đóng vai người mua, yêu cầu cho xem vàng và lợi dụng thời cơ tẩu thoát cùng sản phẩm. Ngoài ra, cơ quan công an cảnh báo các đối tượng còn nhắm đến những con mồi là khách hàng đến giao dịch tại các tiệm vàng, ngân hàng hay cơ sở tín dụng. Mới đây, một phụ nữ trú tại huyện Phú Xuyên sau khi vay số tiền 150 triệu đồng và trên đường về nhà đã bị hai đối tượng cướp giật toàn bộ số tiền. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm, yêu cầu đặt ra là cần nêu cao tinh thần cảnh giác với cả chủ cơ sở và khách hàng khi đến giao dịch. Vừa rồi, công an quận Thanh Xuân cũng cho đi tập huấn, có mấy bảo vệ tập huấn về cũng báo cáo lại là làm chúng ta là phải luôn luôn cảnh giác với các đối tượng và khách hàng, giả danh là khách hàng đi vào vào cửa hàng mình thì mình nên cảnh giác và có vấn đề gì cũng phải báo đến công an phường hoặc công an quận. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường trấn áp tội phạm dịp cuối năm, trong đó đặc biệt chú trọng đến các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, cơ sở tín dụng. Các thủ đoạn của tội phạm đã được lực lượng công an in trên các tờ rơi, dán tại các điểm giao dịch để cả chủ cơ sở và người dân nhận biết và chủ động phòng ngừa. Trước tiên là chúng tôi quán triệt rõ cái tinh thần đối với lại các cơ sở để nêu cao cái tinh thần trách nhiệm tự phòng ngừa. Sau đó thì chúng tôi tổ chức triển khai đến kiểm tra, hướng dẫn, lắp đặt hệ thống camera, hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ của các cái cơ sở này. Nếu như trong từng tình huống một, nếu xảy ra cái vấn đề gì, thì để có cái sự phối hợp với cơ quan công an, thì đặc biệt là chỗ lực lượng công an phường và đội cảnh sát hình sự, đấy là cái cơ quan thường trực mà chúng tôi đã có những mối liên hệ rất chặt chẽ. Một vụ việc mới đây xảy ra tại tiệm vàng Quang Thắng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
đối tượng nam giới đeo khẩu trang che kín mặt, bước vào vờ hỏi mua vàng, nhưng sau đó rút vật giống như súng, đe dọa nhân viên nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, do chủ cơ sở đã quan sát và phát hiện những biểu hiện nghi vấn của đối tượng ngay từ đầu, nên đã kịp thời ngăn chặn được hành vi phạm tội. Đây cũng chính là bài học hữu ích trong công tác chủ động phòng ngừa tội phạm của quần chúng nhân dân. Tới đây thì bản tin 141 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 8:40 ngày mai.